Chào Tuấn con nhá. Gần chín rồi anh em đâu? Không, cái này làm tiếp thì tao hiểu. Ủa cái nào của chị nãy rồi? Mấy cái chuyện nãy rồi.
Chào chị Yến nha. Em làm gì mà xinh hoa mai, chị còn xinh hơn đấy. Chào tắm để xem đang nấu cơm. Chỉ thứ vậy thôi. Răng chưa mà.
xưa trong mơ vội vã. Chị Ngọc ơi, khi nào xuống đây chơi đi chị Ngọc ơi. Cảm ơn Tuấn Ngọc nhé. Được em được vào không? Vào luôn. Chị chào mọi người.